Sáng nay, đoàn khảo sát số 2, tổ biên tập xây dựng đảng tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Tham gia đoàn khảo sát có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng làm việc với đoàn. Tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị có quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết 10 năm qua, đồng thời đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ đến năm 2035 và những năm tiếp theo. Làm việc với Thành ủy Đà Nẵng, đoàn khảo sát đề nghị thành phố đánh giá thực chất chuyển biến về nhận thức và kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết, tập trung các nội dung về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, kết quả phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nền văn hóa gắn với phát triển du lịch, việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, việc xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, thời gian qua Đà Nẵng đã tập trung quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể, cũng như trong cán bộ đảng viên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thành phố đã có chương trình hành động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.